Cha đâu rồi? Trời, mày đi đâu mà ăn ông nội đâu lủi lủi vậy? Thèm ốc quá xuống rủ bắt ốc ăn. Anh với anh hai đợi em từ sáng xuống quay giờ này xuống chưa nắng. 12 giờ đi bắt ốc, em có bị ngáo không hả chứ? Chưa hết thuốc hả? Đang thèm. Trời ơi, hồi sáng giờ đang đợi nó xuống quay video giờ nó hỏi rủ xuống đi bắt ốc gì ăn. Tao đang nấu nước châm chà nè. Châm đi đi. Đó thấy đang nấu nước châm chà không? Mới chế. Mới chế hả? Ừ. Mới chế nữa. Cái này chế nước xuống là nó tắt luôn đúng không? Anh mới chế. Anh đang chuẩn bị chế cái ống hút vô nè, nằm đây hút luôn. Mày thấy cái ngôi nhà của tao có cái gì không? Hả? Xấu quá. VTC. Đồ chữ ông nào học lớp 1 mới nghĩ thôi chứ không nổi. Vlog mập á, ông mập ghê á. Hôm bữa có cái chị nào vô bình luận đó anh mập ghê. Đờ. Đờ tờ sờ. Như kịch bản hài hước quá, hôm nay ông ghi. Và lờ. Ông ghi chữ. Đi bắt ốc coi. Bắt ốc. Giờ nắng 12 giờ chưa hết thuốc hay vậy anh đâu chơi đá đâu mà hết thuốc. Đi. Ôi mưa lạnh đi. Lắm nổi. Đi thiệt cái giờ này đi thiệt luôn hả? Đi kiếm thùng. Thôi em đi đây. Để à, thùng thôi đi. À đây có thùng luôn hả? Đi xếp thùng thôi nha. Vậy. Yeah. Đi xếp thùng thôi nha. Đi phụ bác luôn. Rồi. Đi. Rồi. Đi đi. Rồi, cưng mò đây anh với anh Tư xếp thùng cho. Đi. Chơi không? Hello các bạn nha. Nay mình đi rủ ba ông đi bắt ốc. Đi bắt ốc mà quay cái gì không nổi thôi. Mình nói chào các bạn. Rồi, đây chiến gòm ngáo đá chưa hết thuốc. 12 giờ chưa nắng nè. Mọi người nhìn nè, nhìn cái mặt nó ơi. Nhăn ngầm gân. Thằng này chưa. Đây là chiến đi chứ, đây có ốc mà. Gì? Ngủ đi bắt ốc ngồi nè, ngồi đó không nổi. Ông mập á hả? Ai ăn người người. Ông mập á hả? Ông mập. Đây. Anh em nó xuống nó ngáo rồi mình cũng ngáo ngáo với nó xíu đi, phụ nó đi. Rồi. Má là khô ướt hết trơn. Ướt gì? Anh em không à, giúp đỡ được, xíu đi. Trời. Được lắm, mày hãy đợi đi. Được cái gì đâu mà được, mày trời. Đợi đi. Anh thế anh em anh giúp em ghê không chứ? Mày đợi đi. Hả? Để nhúc há làm gì cho em ăn hả? Được không? Đó kìa, cổng bự bự nha. Đồ chưa nắng rảnh hàng đi bắt ốc đốn hàng hàng ngáo đá ở lộn à, một à, thằng với một anh quên nhức nách thiệt à, bẻ vậy chứ sao bẻ nghe cụp cụp rồi ngon vậy anh bẻ đi anh biết anh bẻ đi em bắt ốc rồi bẻ con bẻ mà nghe cụp cụp luôn hả ừ đó ừ. Nè thấy không rồi là biết cái rau nó non à nhức nách với ừ. Ta mập gì cũng biết ta trời ơi chỉ có không biết điều thôi. có những thứ không đâu biết đâu. Cái gì? Thứ gì không biết? Thứ gì không biết? Nè, đi xuống đây ngủ đi bắt ốc nãy giờ. Mày không thấy tao dưới nước này hả? Nãy giờ xô xô không đây, có cua có dược. Bắt dược cua. Đâu, rồi. Ốc đâu đưa anh cầm cho. Kìa. Hả? Thôi mà canh gian. Gian gì đâu? Bắt thải lên á, bắt mò mới được. Mò đưa anh cầm cho em bắt em thải anh đi. Gì? Thải lên chắc là lát không còn con nào mà. Thiệt. Rồi. Cái đám mèo nhút này tốt thiệt ta. Đưa anh chậm chó. Đợi đi chiến gòm. Thằng chiến gòm mày nói không nghe ta. Nghe anh bán giống không chị. Cũng lì lì còn ngáo đá nó không phết nha. Nó đi trước mà tao đi xa tao lượm ốc kìa. Đù mấy hai con ốc nhức nách chưa hả? Ốc này có con nào đâu. Nè. Đang có thải bà nè. Trời ơi cái con ốc nè. Con ốc mà mọi người chập bá luôn. Nó ở dưới đám gòm nhút này nó mập. Nó mập mà nó bự. Đây. Mập mò thôi chứ chiến gòm này không làm ăn được gì hết. Nè, bắt ốc này không làm được chuyện nổi. Bắt mấy ốc nhỏ nhỏ nó làm cái gì? Chứ ốc bự khó đâu. Ủa em bắt về cho vịt ăn hay là cho em ăn hả chứ? Em ăn chứ vịt nào ăn. Hả? Em ăn chứ vịt nào ăn. Là em ăn á hả? Ừ. Đù, nhức nách vậy. Hả? Anh thả cho, ngồi đưa anh cầm cho. Rồi gớt con ốc chà bá dưới kìa. Thằng đứa hết hùng hứng cũng nên thân nữa. Đâu coi nhiều chưa? Được mấy con. Rồi lật xuống dưới hết luôn giờ. Đù má ốc. Thấy ốc nhức nách chưa? À giống như em. Em mới bắt lên đó. Tù cái bông gông nhút này nó cũng đẹp quá ha. Điển. Cái gì điển điển nổi cái nhút mập mới nó gông nhút xong điển điển gì. Ăn gông nhút cái gì lúc lúc. Cảnh đẹp quá ha.
mày hả cô? Đâu cô đâu? Coi. Đấy cô này cô sữa nè. Đâu? Cô sữa nè. Tao nhớ cô này cô đồng. Sữa đe, sữa xe, sữa đồ thôi chứ có cua sữa nữa. Mập bức thì lâu với mập. Tao hái rau nhút này về cho dòng họ nó ăn. Ngồi đừng á, im gặn gặn nhau nội. Không biết tự nhiên tao đứng mà ở đằng sau đít tao nó lên bong bóng rồi mà mày ơi. Chơi nhức nít chứ à. Ừ. Nó kỳ cục ta. Nó lên bong bóng mà nó nhột nhột. Chiến này mò không được gì hết trơn. Tức nhảy xuống mò luôn giờ. Rồi ngáo đá nữa. Đó nó hai người chỉ có hai người ngáo đá. Anh đấu ngáo quá em đâu có xuống đâu. Anh là một thằng ngáo đá. Ê, bữa tao nghe nó hát cái bản gì ngáo đá ta. Tụi mày biết hát bản đó không? Cái bản tên là Chiến Gòm Ngáo Đá đúng không? Là một thằng ngáo đá. Cái gì vậy ma? Thì mấy thằng ngáo đá trời vậy. Mày dơ nghe. Tao nói rồi á, mày đừng để tao nóng luôn á. Ở dưới đây làm sao nóng được nước không? Tao mà ngáo đá là rồi. Tao cho mày uống nước này luôn á. Rồi. Nhiều chưa mà anh Mập ca hát như ngáo vậy? Ông ngáo đá chứ. Chắc em xuống em lay ổng vậy. Tối chắc hai thằng ngủ đi chơi cái gì. Ôi không biết ở đây ổng tối ông làm gì nữa. Sao không biết? Tù tì ra cái gì là ra cái này. Anh ra cái kéo cắt cái đầu thằng Chiến luôn. Đó sao trời ngáo ngáo vậy á. Mập yêu đời quá chưa 12 giờ nắng. Xuống ca hát ngao ngao dưới mương. Đâu mày thử mày xuống đây coi. Mát lắm. Hên là ở đây không có ai gần nhà. Mát từ thằng nhỏ tới thằng lớn luôn. Chứ không thôi người ta tưởng ngáo đá người ta báo công an bắt nữa. Báo gì nhiều khi à, báo chợ. Mày rảnh không mày cầm giùm tao mới đâu nhúc coi. Đây. Đưa em cầm giùm cho. Bức nữa ơi. Bức cho bức mới nữa. Bức đã đi dê nhà em chưa có ăn. À đù nhức nát. What the hell. Đâu rồi nhiều chưa. Đâu rồi đây. Thấy giờ thấy chưa. Đây mình ôm một bó con nhúc của anh Mập nha. Gớt rồi hết mấy cây rồi. Đó. Ừ, bỏ đi. Sau đó đi em đi lại đây. Em đi thăm Chiến Gòm coi. Bà giờ vợ cái thằng cà chớn cà cháo. Thằng nào bà chớn vậy? Ốc cỡ này. Thằng nào bà chớn nói ốc cỡ này mà nó không bắt nè. Mà nó đi trước mà tao đi sau tao lụm ốc cỡ này nè. Thằng nào bà chớn nói em đập. Mày ra. Nói tiếng nữa tao cho mày ăn dép giờ thằng cà cháo. Đồ á bởi vậy thấy không? Chỉ có ngáo mới xuống này mới xuống nước mày dép thôi. Chọi cho nó phát, chọi vô đầu cho nó phát luôn. Mày chết. Mày chết mày nè. Tù má thằng này đi hướng. Chắc là xưa nó đi ăn xin lụm tiền để cái nồi nó canh hết rồi. Canh hướng. Hồi xưa đi đá banh. Sao nãy là nhiều không? Nhiều lắm. Có anh Mập nguyên bó con nhút nè. Nguyên bó con nhút siêu to siêu khổng lồ. Cầm cái gì? Anh đang cầm con nhút mà sao cầm được? Câu nhúc của ai em có mượn hái câu nhúc đâu. Anh Mập kêu em kêu không hái. Em xuống đây em mượn anh với anh Mập bắt ốc chứ ai mượn hái câu nhúc. Vậy giờ sao? Bỏ câu nhúc này sao? Bỏ đâu cho ổng đi. Ổng tự ổng biết ổng sách ổng mập mà. Bỏ hay là giục mẹ luôn thôi lỡ rồi giục luôn. Giục bỏ câu nhúc luôn nè. Giục trên đó đi, cho dê nó ra nó ăn đi. Cầm nè. Nhiều chưa? Có cua hoàng đế đây. Cua hoàng đế hả? À. Chứ không phải cua Alaska. Đồ này nãy giờ bắt nhiều ấy. Trời ơi, cao thủ bắt cá mà. Ủa quá, bắt ốc. Đồ, mẹ nhức nách dữ bay. Đồ. Thằng này. Đồ, ngon. Ngon không? Ngon. Ông Mập ở đâu rồi ta? Mập đang đi lại gà chứ đâu. Có mày. Có chứ, trời ơi, anh nghĩ sao không có anh Mập. Má nó bắt em sách một thùng luôn nè. Không có tay chân gì hết mà nó còn bắt nữa, em lỡ giục. Ê. không có gì. Mày giục cái gì? Có gì đâu, nó kêu em. Ủa, bắt. Hồi nãy tao nhớ có kêu mày cầm đâu rồi. Tao bẻ chiều nấu ăn chua ăn cái mày. Cầm hồi nào ông nội, cầm gì? Giải tao. Tao bẻ nguyên bó luôn nhút tao đưa cho mày rồi nha. Gì? Dạ. Đó cho mày biết à. Bây giờ em hỏi anh rau nhút quan trọng hay là ốc quan trọng? Rau nhút.
Cái nhúc của ta tao đưa cầm trước rồi. Em xuống đem ngủ bắt ốc chứ bộ quá, bắt con nhúc à. Bứt con nhúc về cho dê ăn hay làm gì? Tao không nấu canh chua, tao ăn chiều nay tao ăn, không có gì ăn hả ông nội? Ơ đồ quỷ, con nhúc nó cho dê ăn chứ ăn cái gì? Đù hàng, đù má hàng chi nó nói cho dê ăn, nó kêu em giục bà xuống lại rồi. Đù. Nó kêu em giục xuống luôn rồi. Mày liều rồi, thằng Chiến này mày liều rồi. Liều gì thì bắt con nhúc rồi. Trời ơi, con nhúc của người ta ăn mà. Trời chết, con nhúc của ta. Đúng rồi, nhận nước luôn anh Mập, cho bữa nay. Cho, nhận nước đó. Có mấy xạo vô nhúc à. Ừ. Nhận nó nữa anh Mập, nhận nữa, cho nó uống nữa, ừ. Đúng rồi, cho nó uống nữa, đúng rồi. Thằng vô nhúc người ta ăn. Vô nhúc của người ta nấu canh chua ăn. Tương tàn đi. Nó hai ông đó đang tương tàn, mình sẽ đi đi đổ cái mình sẽ đi. Mình đi đổ mấy con ốc buông chiến ra gốc mít hết luôn nha mọi người. Mình chô cho hai ông này một vốn. Nó nói ai ăn của kẹp. Dạ. Mình dục hết luôn. 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 Mình sẽ đi gãi từng gốc mít hết cho nó chết, cho nó tốt gốc mít. Rồi. Dục luôn. Dục hết luôn. Dục hết luôn nha mọi người. Không chừa lại cái gì cho nó đó. Trưa nay cho nó ngáo đá. Mình sẽ đi lại đây. Mình coi không này sao. Ủa sao không nhận nước nó nữa? Không tự dục. Tự nhiên nhận nước cũng chết. Mày kêu nó dục cao nhúc. Thôi anh đừng có chơi kiểu đó nha, chơi kiểu đó thôi. Về mẹ đi quay cái uống gì nữa. Nè. Mấy mốt rồi đừng xuống đây kêu tao đi bắt cá ốc bắt gì. Ừ đúng rồi, chưa nắng mà. Sớm giờ hái có bó rau để dành chiều nấu canh chua. Đâu ốc anh đâu rồi? Nè ha. Tao cầm ốc quay đâu? Không cầm, ai cầm. Thằng Tính cầm. Nè gao thôi. Ừ gao vậy mà. Gao vậy mà. Mà không ấy. Không chịu đưa cho ổng để ổng nhận nước uống gần chết. Ốc đâu rồi? Vậy. Gốc em. Gốc. Ốc em á hả? Đây nè. Đu. Nó đi bỏ con gốc mít cho tao gì. Không có. Ốc lên bờ đó. Ốc lên bờ á. Ốc lên bờ á. Chạy chạy nha mọi người. Chạy ra ông nội đi. Qua cầu. Đừng có dí mấy ông nội ơi, qua cầu. Thôi mình xin kết thúc video đây nha mọi người. Để hai ông đó lên mà bắt được mình, giá là mình với ông á. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.